Sáng nay, Bệnh viện Dã chiến ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng thuộc quận Liên Chiểu chính thức dừng hoạt động sau khi chuyển 42 bệnh nhân COVID-19 cùng 3 F1 con nhỏ đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Bệnh viện Dã chiến ký túc xá phía Tây thành phố đi vào hoạt động ngày 23 tháng 7 với mục đích thu dung điều trị những trường hợp nhẹ, không hoặc là ít có triệu chứng. Với quy mô 1.700 đến 2.200 giường, bệnh viện có đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ ngày đưa vào sử dụng đến nay, Bệnh viện Dã chiến ký túc xá phía Tây đã điều trị cho 3.809 bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện sẽ tạm ngưng chữa trị bệnh nhân COVID-19, nhưng chưa giải thể vì tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp. Sau khi tạm dừng hoạt động, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành phun khử khuẩn, làm sạch môi trường, đảm bảo các quy định phòng chống dịch.